Câu lạc bộ Bình Định làm rõ tin đồn giải thể, Đặng Văn Lâm và dàn sao đội tuyển Việt Nam tránh được kịch bản xấu. Sau hàng loạt tin đồn về khoản nợ gần 40 tỷ đồng của đội bóng và đứng trước nguy cơ giải thể, câu lạc bộ Topelen Bình Định đã chính thức lên tiếng về tương lai. Trang chủ đội bóng xác nhận trước thềm mùa giải V-League 2023, công ty cổ phần Topelen Việt Nam khẳng định tiếp tục tài trợ câu lạc bộ bóng đá Topelen Bình Định nhằm giúp đội bóng chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải sắp tới. Kể từ năm 2020 đến nay, Topelan và các nhà tài trợ khác đã ký hợp đồng cam kết tài trợ cho câu lạc bộ Topelan Bình Định với ngân sách 300 tỷ đồng trong 3 mùa giải V-League 2021-2023. Đến nay công tác chi trả lương thưởng vẫn đang được thực hiện, tinh thần đội bóng tích cực an tâm thi đấu. Trong tâm thư gửi người hâm mộ đội bóng, nhà tài trợ của Topelen Bình Định cho biết đang làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các bên liên quan để tìm hướng phát triển lâu dài cho đội bóng. Dù nhà tài trợ đang phải đối mặt với khó khăn, câu lạc bộ Topelen Bình Định vẫn được cam kết duy trì đội bóng hoạt động. Trước đó, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng về việc Topelen Bình Định giải thể và V-League 2023 chỉ có 13 đội thi đấu. Sau những khó khăn về tài chính khiến câu lạc bộ Than Quảng Ninh giải thể, những lo lắng của người hâm mộ là hoàn toàn dễ hiểu. Hiện tại, câu lạc bộ Sài Gòn cũng đang gặp khó khăn và đối mặt với nguy cơ giải thể sau khi rớt hạng ở V-League 2022. Câu lạc bộ Bình Định đang sở hữu rất nhiều ngôi sao và nếu đội bóng giải thể, Đặng Văn Lâm, Hồ Tấn Tài và nhiều ngôi sao đội tuyển Việt Nam khác sẽ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp rất may là với những cam kết của các nhà tài trợ đến lúc này, viễn cảnh tồi tệ sẽ không xảy ra. Hiện tại hai ngôi sao của Bình Định là Đặng Văn Lâm và Hồ Tấn Tài đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Singapore tại AFF Cup 2022. Những động thái từ nhà tài trợ Topland sẽ giúp bộ đôi này thêm phần yên tâm để tập trung cống hiến cho đội tuyển quốc gia ở giải đấu cuối cùng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo.